Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo bản đồ định hướng phát triển khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu công nghiệp Phù Cừ được dự kiến quy hoạch trên tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan đang xây dựng. Theo dự kiến quy hoạch, khu công nghiệp Phù Cừ thuộc địa bàn xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi và các xã Đoàn Đào, Minh Hoàng, Phan Giáo Nam, huyện Phù Cừ. Đây là khu công nghiệp có tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan đang xây dựng đi qua. Khu công nghiệp Phù Cừ rộng 544 ha, gồm đường tỉnh 376, quốc lộ 38, nhiều khu vực của khu công nghiệp được quy hoạch xen kẽ với khu dân cư. Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên sẽ có 30 khu công nghiệp, gồm 17 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch, 13 khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới với tổng diện tích khoảng 9.589 ha. Trong đó, trên tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan quy hoạch nhiều khu công nghiệp như Tân Á, Đại Thành, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ. Đây đều là các khu công nghiệp có diện tích từ 260 ha trở lên, với trục chính là đường Tân Phúc - Võng Phan đang xây dựng. Tại Hưng Yên, các khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gồm phố Đối A, diện tích quy hoạch dự kiến trên 688 ha tại huyện Văn Lâm, huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, khu công nghiệp dệt may phố Nối, diện tích trên 121 ha tại huyện Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào, khu công nghiệp Thăng Long 2, diện tích trên 525 ha tại thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ, khu công nghiệp Minh Đức, diện tích 198 ha tại thị xã Mỹ Hào, khu công nghiệp Minh Quang, diện tích 150 ha tại thị xã Mỹ Hào, khu công nghiệp Yên Mỹ, diện tích 280 ha tại huyện Yên Mỹ, khu công nghiệp Yên Mỹ 2, diện tích trên 313 ha tại huyện Yên Mỹ, khu công nghiệp Kim Động, diện tích 100 ha tại huyện Kim Động, khu công nghiệp Tân Dân, diện tích 200 ha tại huyện Quế Châu, huyện Yên Mỹ, khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, diện tích 300 ha tại huyện Quế Châu, huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi, khu công nghiệp Sạch, diện tích trên 143 ha tại huyện Quế Châu, huyện Ân Thi, khu công nghiệp số 3, diện tích trên 159 ha tại huyện Quế Châu, huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi, khu công nghiệp số 5, diện tích trên 192 ha tại huyện Ân Thi, huyện Kim Động, khu công nghiệp Thổ Hoàng, diện tích trên 250 ha tại huyện Ân Thi, khu công nghiệp Văn Nhuệ, Hoàng Hoa Thám, Tân Á, Đại Thành, diện tích 200 ha tại huyện Ân Thi, khu công nghiệp số 6, diện tích trên 308 ha tại huyện Ân Thi, khu công nghiệp số 1, diện tích trên 263 ha tại huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi. Các khu công nghiệp có tiềm năng dự kiến thành lập mới hoặc mở rộng trong trường hợp được bổ sung điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, các khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới giai đoạn 2021-2030 gồm khu công nghiệp Tân Phúc, Quang Vinh, Hoàng Hoa Thám, khu công nghiệp Phú Hiến, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Kim Động, Ân Thi, khu công nghiệp số 7, khu công nghiệp Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục, khu công nghiệp Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, khu công nghiệp Bãi Sậy, khu công nghiệp Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi, khu công nghiệp Ân Thi 1, khu công nghiệp Phù Cừ, khu công nghiệp Phù Cừ, Tiên Lữ 1, khu công nghiệp Văn Giang. Các khu công nghiệp tiềm năng mở rộng giai đoạn 2021-2030 gồm khu công nghiệp Phố Nối A, khu công nghiệp Văn Nhuệ, Hoàng Hoa Thám, khu công nghiệp Kim Động, khu công nghiệp số 5. Các khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch giai đoạn sau năm 2030 gồm khu công nghiệp Phù Cừ, Tiên Lữ 2, khu công nghiệp Khoái Châu, khu công nghiệp Kim Động, Khoái Châu, khu công nghiệp Ân Thi 2, khu công nghiệp Mỹ Hảo. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hưng Phú tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tổng vốn đầu tư dự án gần 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 300 tỷ đồng. Quyết định cũng chấp thuận công ty cổ phần khu công nghiệp Glasimco Hưng Phú là chủ đầu tư dự án, được thành lập tháng 6 năm 2013. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật công nghiệp và đô thị. Theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000,
khu công nghiệp Hưng Phú có tổng diện tích quy hoạch gần 350 ha, một mặt giáp đường tỉnh DT462, một mặt giáp sông Hồng, trong đó diện tích cho khu công nghiệp hơn 200 ha, còn lại là khu cảng và khu hành lang bảo vệ đê. Khu nhà ở, chuyên gia và người lao động rộng 2,5 ha đến 3 ha dành cho 7.800 người, dự kiến được bố trí tại khu dân cư quy hoạch mới xã Nam Hưng và Nam Phú, huyện Tiền Hải. Dự án được định hướng là khu công nghiệp đa ngành sử dụng công nghệ hiện đại với hệ thống cảng sông thuộc tuyến đường thủy nội địa cấp 1 sông Hồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình được giao hướng dẫn nhà đầu tư thu hút các dự án vào khu công nghiệp phù hợp với định hướng tập trung phát triển các ngành sản xuất công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng. Thời gian qua, một số chủ đầu tư lớn đã hiện diện tại Thái Bình để phát triển dự án nhà ở, khu công nghiệp như Eurowindow, Holdings, V-Ship. Cuối năm ngoái, loạt doanh nghiệp địa ốc cũng đẩy mạnh triển khai dự án đón sóng đầu tư FDI vào địa phương này. Theo quy hoạch, tới năm 2030 được chính phủ duyệt, Thái Bình là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng. Hiện tỉnh có 10 khu công nghiệp, trong đó 4 dự án thuộc khu kinh tế Thái Bình và 49 cụm công nghiệp ở 8 huyện, thành phố với tổng quy mô gần 3.000 ha. Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2024, tại tỉnh Nghệ An, Câu lạc bộ Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế các tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức hội nghị lần thứ 20 và trao đổi kinh nghiệm phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp. Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Ban chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, mục đích của hội nghị nhằm tìm các giải pháp phát triển quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, hội nghị cũng là dịp để các ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp đánh giá về tình hình thực hiện quản lý, giám sát từ thực tiễn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền luật khu công nghiệp, khu kinh tế. Tại hội nghị, trên cơ sở trao đổi tham luận, đại diện câu lạc bộ các ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của câu lạc bộ, kết quả tình hình thu hút đầu tư tại địa phương mình, đồng thời nêu bài học kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế tại từng địa phương và tại các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Theo đó, các đại biểu kiến nghị sớm ban hành luật quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế các địa phương, đề xuất sửa nghị định của chính phủ quy định về tỷ lệ lấp đầy để khuyến khích đầu tư trong nước, quy định về ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư thứ cấp, tháo gỡ xung đột pháp lý giữa tài sản công đấu giá đấu thầu với luật đầu tư công. Tại diễn đàn, đại diện ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh cũng nêu cần có sự phối hợp giữa các tỉnh để hạn chế về tình trạng nhà đầu tư lợi dụng ảnh hưởng ưu đãi hết hạn ở địa phương này, dịch chuyển cơ sở sang đầu tư ở địa phương khác để hưởng ưu đãi. Nghị định số 35 NDCP mới ban hành nhưng đã phát sinh vướng mắc và xung đột với một số quy định có liên quan tại luật quy hoạch, luật đầu tư công. Trên cơ sở tiếp thu các trao đổi tham luận của Ban Quản lý Khu Công nghiệp các địa phương, đại diện Vụ Quản lý Khu Kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu trả lời tiếp thu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và định hướng một số hoạt động trọng tâm của câu lạc bộ trong thời gian tới. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế các tỉnh thành phía Bắc cũng đã tổ chức ra mắt và giao nhiệm vụ cho Ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhiệm kỳ 2025-2026. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, siêu bão Yagi.